Xin chào quý vị và các bạn. Chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với nội dung sau. Chinh phục lĩnh vực tài chính kỹ thuật số. Hé lộ sức mạnh tài chính tiềm ẩn đằng sau ứng dụng Pi Network. Hơn 90 đáp đã được tích hợp vào SDK hệ sinh thái mạng Pi. Thưa quý vị, ứng dụng Pi Network đã thu hút sự quan tâm trên toàn cầu. Hứa hẹn một cuộc cách mạng mới trong thế giới tiền điện tử Ngoài giao diện thân thiện với người dùng và tính dễ sử dụng, nó còn có một sức mạnh tài chính đáng gờm. Hãy cùng tìm hiểu những yếu tố củng cố ưu thế tài chính của ứng dụng này. Tổng số giao dịch đo lường động lực tài chính Mỗi giao dịch trong mạng Pi thể hiện một bước nhỏ hướng tới sức mạnh tài chính lớn hơn. Tổng số giao dịch không chỉ phản ánh hoạt động của người dùng mà còn phản ánh động lực tài chính thúc đẩy nền tảng này phát triển. Số lượng giao dịch càng lớn thì chỗ đứng tài chính của nó trên thị trường kỹ thuật số càng vững chắc. Doanh thu chuyển đổi xu hướng thành tiền mặt. Doanh thu thường bị bỏ qua trong thế giới tiền điện tử phi tập trung, đóng vai trò là huyết mạch của bất kỳ ứng dụng bền vững nào. Mạng Pi với tất cả tiềm năng đổi mới của mình đã tìm ra cách chuyển đổi xu hướng và hoạt động của người dùng thành doanh thu đáng kể nguồn doanh thu cho mạng pi có thể đến từ nhiều kênh khác nhau bên cạnh doanh thu trực tiếp từ các dịch vụ hoặc quảng cáo cao cấp ứng dụng còn có thể tạo doanh thu thông qua các mô hình kinh doanh phức tạp hơn chẳng hạn như chia sẻ lợi nhuận từ giao dịch phí mạng hoặc thậm chí các sản phẩm và dịch vụ bổ sung được cung cấp cho người dùng phân tích kỹ lưỡng về cơ cấu doanh thu có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị về tiềm năng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của mạng pi định giá thị trường tăng cường uy tín tài chính giá trị tài chính của mạng pi được phản ánh qua mức định giá thị trường ngày càng tăng của nó mỗi mức tăng giá trị thị trường không chỉ khẳng định tiềm năng tăng trưởng mà còn nâng cao uy tín của nó trong mắt nhà đầu tư và người sử dụng Tuy nhiên, định giá thị trường không phải lúc nào cũng phản ánh giá trị nội tại của một tài sản. Do đó, hiểu được các yếu tố cơ bản thúc đẩy định giá thị trường và cách các yếu tố này có thể thay đổi theo thời gian là rất quan trọng. Sự gia tăng giá trị thị trường được thúc đẩy bởi các yếu tố cơ bản như tăng trưởng người dùng hay tăng doanh thu, hay chủ yếu được thúc đẩy bởi hoạt động đầu cơ hoặc xu hướng thị trường rộng hơn. Phân tích cẩn thận về định giá thị trường có thể giúp các nhà đầu tư và người dùng đưa ra quyết định tốt hơn về giá trị tài chính thực sự của mạng Pi. Tăng trưởng tài chính xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai. Tăng trưởng tài chính đặt nền tảng cho một tương lai an toàn bằng cách theo dõi doanh thu hàng ngày càng tăng, số lượng người dùng ngày càng tăng và nhiều yếu tố khác. Mạng Pi tạo được chỗ đứng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Tuy nhiên, tăng trưởng tài chính không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Đôi khi tăng trưởng nhanh có thể đặt ra những thách thức mới, chẳng hạn như các vấn đề về khả năng mở rộng hoặc tính bền vững tài chính. Vì vậy điều quan trọng là phải hiểu không chỉ bản thân sự tăng trưởng mà còn cả cách nó được quản lý và duy trì theo thời gian. Phân tích chi tiết về tăng trưởng tài chính có thể giúp Pinwork xác định các cơ hội rủi ro có thể phát sinh trong tương lai. Lợi tức đầu tư tối đa hóa lợi nhuận Đối với các nhà đầu tư, ROI là một chỉ số quan trọng về giá trị tài chính. Mạng Pi mang đến những cơ hội hấp dẫn cho những ai muốn tối đa hóa lợi nhuận của họ trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, ROI không phải lúc nào cũng dễ dàng đo lường được trong bối cảnh tiền điện tử. Do biến động giá cao và mức độ rủi ro cao hơn so với đầu tư truyền thống, ROI có thể thay đổi đáng kể từ nhà đầu tư này sang nhà đầu tư khác. Do đó điều quan trọng là phải hiểu rõ về các yếu tố ảnh hưởng đến ROI và cách đo lường và quản lý chúng theo thời gian. Phân tích cẩn thận về ROI có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định tốt hơn về khoản đầu tư của họ vào mạng Pi. Hội nhập kinh tế với Pi xây dựng hệ sinh thái tích hợp. Hội nhập kinh tế giữa mạng Pi và tiền kỹ thuật số Pi là một bước quan trọng trong việc xây dựng một hệ sinh thái tích hợp liền mạch. Càng có nhiều sản phẩm và dịch vụ có thể mua được bằng Pi thì giá trị kinh tế của nó càng lớn. Tuy nhiên, hội nhập kinh tế không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Đôi khi có những rào cản kỹ thuật hoặc pháp lý cản trở sự tích hợp sâu hơn giữa mạng Pi và hệ sinh thái kinh tế rộng lớn hơn. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu rõ những thách thức và cơ hội liên quan đến hội nhập kinh tế và cách vượt qua chúng theo thời gian. Phân tích cẩn thận về hội nhập kinh tế có thể giúp mạng Pi phát triển các chiến lược hiệu quả hơn để mở rộng và củng cố hệ sinh thái của nó. Quan hệ đối tác và hợp đồng kinh doanh, xây dựng dấu chân tài chính vững mạnh. Quan hệ đối tác và hợp đồng kinh doanh là những bước đi chiến lược trong việc xây dựng dấu ấn tài chính vững chắc bằng cách mở ra cánh cửa để có thêm doanh thu và tăng trưởng hơn nữa. Các mối quan hệ đối tác này củng cố vị thế của mạng Pi trên thị trường tiền điện tử. Tuy nhiên, quan hệ đối tác và hợp đồng kinh doanh không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Đôi khi, những khác biệt về chiến lược hoặc văn hóa giữa các đối tác có thể khiến việc hội nhập và hợp tác trở nên khó khăn. Vì vậy, điều quan trọng là phải hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của quan hệ đối tác kinh doanh và cách giải quyết chúng theo thời gian. Việc phân tích cẩn thận các mối quan hệ đối tác và hợp đồng kinh doanh có thể giúp mạng Pi phát triển các chiến lược hiệu quả hơn để mở rộng và củng cố dấu ấn tài chính của mình. Trong một thế giới đầy bất ổn, Pi Network nổi bật như người tiên phong trong việc mang lại sức mạnh tài chính cho hàng triệu người dùng trên toàn thế giới bằng cách liên tục củng cố nền tảng tài chính của mình, không có giới hạn nào đối với những gì ứng dụng đầy hứa hẹn này có thể đạt được. Hơn 90 đáp đã được tích hợp vào SDK hệ sinh thái mạng Pi. Hệ sinh thái Pi Network tiếp tục mở rộng với hơn 90 đáp đã được tích hợp vào SDK của nó. Các đáp này bao gồm SDK cho Beta, Testnet và Mainnet. Hệ sinh thái Pi Network đang phát triển mạnh mẽ với việc bổ sung hơn 90 đáp được tích hợp vào hệ sinh thái của nó. Điều này đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình phát triển của dự án, theo hướng cởi mở và phi tập trung hơn. Các đáp này bao gồm nhiều ứng dụng khác nhau, cung cấp các dịch vụ và chức năng đa dạng cho người dùng Bidwork. Tầm quan trọng của đáp phi tập trung với sự hiện diện của các ứng dụng phi tập trung này, Pinwork đã đặt nền móng cho việc ra mắt mạng chính sắp tới của mình. Điều này đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình phát triển của dự án theo hướng cởi mở và phi tập trung hơn. Đáp trao quyền cho người dùng bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ và tính năng khác nhau, hỗ trợ việc sử dụng tiền Pi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tương lai của mạng Pi Với hệ sinh thái không ngừng mở rộng và sự đa dạng của các đáp được kết nối, Pinwork đã sẵn sàng thực hiện bước tiếp theo trong hành trình của mình. Việc tích hợp nhiều ứng dụng và dịch vụ hơn và hệ sinh thái sẽ mở rộng các trường hợp sử dụng Pi coin và tăng giá trị cho người dùng, cũng như nhà phát triển. Điều này sẽ củng cố vị thế của mạng Pi như một trong những dự án hấp dẫn và hứa hẹn nhất trong không gian phi tập trung. Với hơn 90 đáp được tích hợp vào hệ sinh thái của mình, Pinnacle đã thể hiện sự cam kết mạnh mẽ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng phi tập trung toàn diện và đầy đủ chức năng. Với sự mở rộng liên tục của hệ sinh thái này, Pinnacle đã mở ra cánh cửa cho những cải tiến và khả năng mới trong thế giới tiền điện tử. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem sự tiến triển của mạng Pi và hướng tới MNSM.